mình lại đấu với ba ghế của mình nữa. Chào ba, Monica con yêu. Ha, mình thắng nha. Xin lỗi ba, con làm ba phân tâm rồi. Bruce, anh mạnh ghê. Con vẫn yêu ba mà. Em yêu, tặng cho em đấy. Anh đúng là phép màu. Không nhìn nổi mà. Ba, đoán xem ba mang gì đến nè. Cảm ơn ba, tuyệt lắm ạ. Chào. Chào. Chú thỏ cưng ghê. Và một, và hai, và ba. Monica, đi xem phim nào. Con không chắc. Chơi cầu lông đi con. Phim. Cầu lông. Không, con có ý hay hơn nè. Mình cùng quay TikTok đi. Được rồi, quà đã chuẩn bị xong. Sinh nhật con gái mình sẽ vô cùng đặc biệt. Mở cửa. Lại là bạn à. Chào. Bạn đi đâu đấy? Đi gặp con gái. Hôm nay sinh nhật con bé mà. Monica không có nhà. Để mình đưa quà giúp cho. Đợi đã. Mình viết giấy note cái đã. Ba tặng. Ok. Đi đi. Để mình đưa cho nha. Nhưng là mình tặng. Kế hoạch thành công. Chúc mừng sinh nhật Mon. Ba nhớ sao? Cảm ơn ba. Nhưng có gì trong này đâu. Ờ, bất ngờ nhỉ. Ngạc nhiên chưa? Ba có quà thật nè. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn ba. Đồ thua cuộc. Tuyệt lắm con gái. Con sẽ trở thành dân chuyên sớm thôi. Chào. Bị lừa rồi nha. Ngạc hả? Ngớ ngẩn. Phải đấm bốc mới chất chứ. Móc trái. Móc phải. Tuyệt. Monica không cần đấm bốc. Con yêu, học tiếp thôi nào. Ok ba. Mất thời gian ghê á. Kết hợp âm nhạc với đấm bốc đi. Monica, đấm mạnh lên. Và đừng quên âm nhạc nữa. Âm độ hoàn hảo. Chào Jenna. Chào Monica, ba con đến nè. Chào con yêu. Trời sắp mưa đó, mang dù theo đi. Không cần đâu, không có cũng được mà. Bye mẹ. Bye. Cuối cùng. Rose, anh yêu à. Đêm nay chỉ có đôi ta mà thôi. Bữa tối dưới ánh nến. Lãng mạn ghê. Là ai được nhỉ? Về rồi hả? Mới đó mà. Ừ, bọn anh hơi ướt. Lạnh nữa. Bye, bữa tối lãng mạn. Bọn anh đói quá. May mà em có đặt pizza đó. Thêm ớt cho riêng bạn nè. Cay quá. Nước. Ly của mình. Ba, để con giúp. Nâng ly nào em yêu. Mình khóc mất. Ha ha. Biết là bạn không chịu nổi mà. Đồ yếu đuối. Mình quay lại ngay. Mình không khóc. Cảm động quá đi. Ba, ba là người duy nhất chơi được như thế đó. Sợi tóc. Búp bê tà thuật sắp xong rồi.
Bạn đang làm gì thế? Có gì đâu. Bye. Ok, bye. Monica, có quà cho con nè. Búp bê mới. Cảm ơn ba. Búp bê hơi lạ nhỉ? Tay nó bị cong. Ow! Chân nữa. Chuyện gì thế này? Mình không muốn chơi đâu. À! Sẵn sàng chưa? Nhớ thắt dây an toàn nha. Chào. Rửa cửa xe nào. Chào ba. Ba làm gì vậy? Bọn mình không cần rửa cửa xe. Chào. Mình không cần tiền. Mình cần gia đình. Cậu ta sẽ không dừng lại. Mình sẽ nấu món sở trường. Mình sẽ cho nhiều muối. Càng nhiều càng tốt. Thêm bơ. Không bao giờ là đủ. Chào. Anh định làm gì thế? Ngồi đi. Hôm nay anh làm bữa trưa đó. Được thôi. Chúc ngon miệng. Cảm ơn ba. Con thích chứ? Dạ thích. Ew, kinh quá. Mình không ăn nổi. Em yêu à, tặng cho em nè. Còn cái này tặng cho anh. Cái này nữa. Cảm ơn nha, đang đói luôn á. Vị ngon đấy. Em cá là thế. Ngon mà đúng không? Công thức đặc biệt của mình đó. Cậu ta làm à? Biết ngay mà. Bạn không thích hả? Tệ ghê. Trước tiên bữa sáng cho cuốn cưng. Rồi cho mình. Xin chào. Ôi trời. Đói ghê. Bữa sáng đây rồi. Chỉ cần thêm sữa vào. Cũng khá là ngon đấy chứ. Ô không, dừng lại đi. Anh đang ăn đồ ăn cuốn đó. Đây là tô của Fluffy mà. Anh ấy còn không nhận ra. Đáng lẽ mình nên nói trước. Massage mặt thư giãn trước khi đi ngủ. Ba, làm con sợ đó. Monica, đến giờ đi ngủ rồi. Ba, con biết khi nào con nên ngủ mà. Hai người cãi nhau gì thế? Con bé nên ngủ ngay mới phải. Nhưng con không muốn. Đi ngủ đi. Con không muốn mà. Được rồi, nghe đọc truyện là ngủ được ngay thôi à. Không được đâu ba. Ba cần cái gì nghiêm túc hơn. Vòng bắt giấc mơ. Ba điên hả? Thành công rồi. Cởi trói cho con đi. Chuyện gì thế này? Mẹ, giúp con đi. Ý của cậu ta đấy. Đi ra khỏi đây ngay. Con yêu à, để mẹ thả con ra. Sữa, bánh mì, táo. Ruth, anh đi mua đồ tạp hóa nha. Để anh đi cho. Anh thích mua đồ tạp hóa lắm. Jen từng đi mua đồ với Monica. Bánh quy con thích nè. Monica, con đấy hả? Được rồi. Tiếp tục nào. Nhanh lên. Em sẽ đi mua đồ. Xin lỗi nha anh yêu. Sẵn sàng. Lên. Vật ngón tay.
Hai người họ chơi vui ghê. Mình biết cách làm Monica phân tâm. Con yêu à, tặng con nè. Wow, hoa giấy. Dễ thương quá à. Tặng con nè. Wow, cho con hả? Cảm ơn ba. Sao Monica, tặng con nè. Ha, của ba xịn hơn chứ. Wow, điên thật. Ba có món đặc biệt nè. Chìa khóa xe hơi. Ôi trời, món quà xịn nhất luôn. Quà của mình là nhất nha. Để rồi xem. Cửa đóng rồi. Con yêu, chìa khóa căn nhà nè. Khỏi cảm ơn. Wow, cảm ơn ba. Hai người là nhất. Chúng ta phải giúp ba con và Bruce trở nên hòa thuận. Ba, hai người phải kết bạn với nhau. Vì con yêu cả hai người. Đình chiến nha. Ok, đình chiến. Để xem lần này ai thắng. Được. Ồ, các ông bố.